Muốn đi là anh đi mà, ai cản anh được. Giờ anh bẻ cổ cái một. Tóm lại, cậu chính là kẻ lừa đảo. Thơ thể là vũ khí cuối cùng. Sau một năm gần như thất bại hoàn toàn với phim Thảm họa và không thành công về doanh thu như dự đoán, Điện ảnh Việt năm 2023 hứa hẹn sẽ có màu sắc khác, bắt đầu từ 3 phim vào dịp Tết Quý Mão. Nhà bà nữ, chị em hai, siêu lừa gặp siêu lầy. Sau cú hích Búa Già mang về hơn 400 tỷ đồng, tác phẩm mới do chính Trấn Thành đạo diễn và đóng chính, mang tên Nhà bà nữ, càng nhận được sự chú ý từ công chúng. Nhà bà nữ xoay quanh cuộc sống gia đình của bà chủ quán bánh canh cua, nước tiếng Sài Gòn, Ngọc Nữ do nghệ sĩ Lê Giang thủ vai. Đó là một gia đình, thoạt trông có vẻ bình thường, nhưng lại rất đổi bất thường. Tiếp tục khai thác sâu vào những xung đột thế hệ giữa con cái và đấng sinh thành. Trấn Thành mong muốn Nhà bà nữ không chỉ là một bộ phim gây cười, mà còn xoáy vào khủng hoảng gia đình, từ đó làm bật lên giá trị của tình thân, cách giáo dục con cái. Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên quen mặt như Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Song Luân. Mang một màu sắc khác là Chị em phần 2. Sau phần 1 tương đối thành công về doanh thu, thì phần 2 của phim cũng đang gây rất nhiều tò mò lẫn tranh cãi. Nhất là khi một trong hai diễn viên chính là Ngọc Trinh. Chị em phần 2 lấy cảm hứng từ giai thoại về hai đại mỹ nhân nổi tiếng Sài Thành thế kỷ 20 là Ba Trà và Tư Nhị. Nếu như ở phần 1, Thanh Hằng và Chi Bu khiến người xem bất ngờ về câu chuyện về vòng xoáy tình tiền, thì ở phần 2, Minh Hằng và Ngọc Trinh hứa hẹn lôi cuốn người xem với câu chuyện xoay quanh vòng xoáy tình yêu, thù hận, tiền bạc, quyền lực. Vũ Ngọc Đản, đạo diễn của phim, tin rằng việc lựa chọn đề tài thời Pháp nhưng đậm yếu tố giải trí, hợp với không khí Tết là điểm mới lạ cho chị em hai. Đồng thời, câu chuyện nói về đời sống của hai nữ hoàng sắc đẹp thời đó chắc chắn sẽ gây tò mò vì người Việt rất quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp. Phim có yếu tố hài duy nhất của mùa Tết Quý Mão là siêu lừa gặp siêu lầy, với gương mặt cũng thuộc về làng hài lầy lội là Mạc Văn Khoa. Thuộc phong cách hành động hài hước, siêu lừa gặp siêu lầy được cho là khá hợp với không khí ngày Tết. Do đó, dù không có những tên tuổi quá nổi bật, nhưng khả năng diễn xuất đồng đều của Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Nhất Trung, Ngọc Phước khiến khán giả vẫn đặt nhiều kỳ vọng cho dự án. Chưa kể, đạo diễn phim chính là Võ Thanh Hòa, người đứng sau nhiều phim Việt triệu đô thời gian qua. Mặc dù phải đụng độ với hai đối thủ nặng ký là Nhà bà nữ và chị em hai, nhưng đạo diễn Võ Thanh Hòa cho biết anh vẫn khá tự tin vào chất lượng bộ phim của mình. Anh cũng cho rằng thay vì lo sợ hay áp lực lo lắng, nhiều phim Việt hay ra rạp cùng lúc sẽ càng khiến cho khán giả có nhiều lựa chọn, giúp cho bức tranh điện ảnh Việt phong phú hơn. Ba phim với ba màu sắc khác nhau khiến thực đơn điện ảnh của khán giả trong mùa Tết trở nên đa dạng và mở ra kỳ vọng về sự sáng sủa cho một năm mới.